quay một video giới thiệu đến quý vị các bạn một bộ bàn ghế vừa được hoàn thiện xong. Bộ ghế này chỉ để vào căn nhà tầm 4m thì rất là đẹp thưa quý vị. Bộ ghế này được công ty trung tâm tôi chạm lăn hai mặt với kích thước tay cột 12. Bộ này gồm 6 món, bộ này có giá bán là 47.500.000 đồng và đang được trưng bày tại đồ gỗ Sơn Đông chi nhánh quận 7 nằm tại địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Để không mất nhiều thời gian của quý vị thì xin mời các bạn cùng tôi đi vào chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ ghế này nhé. Nhìn tổng quan qua bộ bàn ghế này gồm 6 món, chạm lăn hai mặt thôi, đây ghế chạm lăn rất là chắc chắn. Đây là phần sau của ghế ạ, à. Chạm lăn hai mặt, đây là phần sau của ghế. Để tôi quay chiếc bàn ghế dài đầu tiên cho mọi người xem. Chiếc bàn ghế dài này gồm 3 tựa và phần trương được chúng tôi thiết kế là chạm 3 con nghe, chạm hai mặt, mặt trước như thế nào thì mặt sau như vậy thôi. Chạm rất là có hồn, tỉ mỉ chi tiết nhỏ nhất, rất là láng mịn, chi tiết là rất là láng mịn luôn ạ. Xin mời máy quay quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây là phần sau của bàn ghế dài, rất là chi tiết ạ. Và để tôi đo kích thước của bàn ghế dài này cho mọi người xem. Kích thước bàn ghế dài này có chiều dài phủ bì là 1m93 và chiều dài lọt lòng 1m61 thưa quý vị, khá là rộng. Và chiều sâu của nó là lên tới 50 thưa quý vị, khá là rộng. Và phần tựa lưng được chúng tôi chia làm 3 tựa và được chúng tôi chạm tứ linh long long nguyên vụn, rất là đẹp, rất là sắc nét, mang ý nghĩa rất là lớn. Như mà biết thì ông nghe sẽ mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ cao, siêu đuổi tà khí và đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Và tựa lưng thì được chúng tôi chạm tứ linh nên mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ lớn. Và điều đặc biệt của bộ ghế này là phần mặt ghế thì đường chúng tôi thiết kế lên tới dày tới 2,5 phân thưa quý vị, khá là dày. Nhà chúng ta có con trẻ thì khi con trẻ nhảy nhót thì cái bàn ghế dài này khá là chắc chắn nên chúng ta không sợ gì cả. Và để tôi ngồi lên chiếc bàn ghế dài này cho quý vị xem. Đó. Khá là thoải mái, ok. Chiếc bàn ghế dài này thì được tầm 3 đến 4 người ngồi. Và phần tay ghế thì chúng tôi chạm nghe, chạm rất là có hồn rồi. Và phần tay biển thì phần uốn lượn như thế này thì rất là thoải mái cho phần tay chúng ta. Đó. Phần nghe thì chạm nghệ nhân chạm rất là sắc sảo, phần gỗ dày nên phần tay rất là chắc chắn. Tiếp đến là bàn trung tâm của bộ bàn ghế này. Chiếc bàn này có kích thước là chiều ngang là 1m25 và chiều rộng là 60 thôi, khá là rộng. Và bề mặt này bề nguyên tấm và có kích thước là dày 2,5 và được chúng tôi lựa những cái đường bong vân gỗ rất là đẹp. Xin mời quay quay cận cảnh cái mặt bàn này cho người xem những cái đường vân như thế nào. Đó, những đường vân rất là đẹp ạ. Và khi mua hàng thì quý khách sẽ được công ty Sơn Đông tôi tặng kèm theo đó là một tấm kính bàn để tránh trầy xước khi chúng ta sử dụng. Ở bộ bàn ghế này sẽ không có đôn kẹp thưa vị, nó sẽ có 2 đôn ngồi và kế tiếp là 2 chiếc ghế đơn. 2 chiếc ghế đơn này cũng giống như 2 chiếc bàn ghế dài, cũng như giống chiếc bàn ghế dài thì 2 chiếc ghế đơn thường tôi phần trương tôi chậm nghe. Chạm nghe rất là sắc sảo, rất có hồn luôn ạ. Phần sau xin mời các bạn cái ghế đơn kế tiếp cho quý vị các bạn cùng xem. Đó, phần tay ghế rất là chắc chắn.
Và để tôi đo cái kích thước của chiếc ghế đơn này, tôi xem kích thước là ngang phụ bì là lên đến 85 và chiều sâu là 50 ạ. Khá là rộng, để tôi ngồi lên chiếc ghế đơn cho mình xem. Cái kích thước như thế này thì khá là ok, ôm gọn người chúng ta. Và kích thước tay 12 để lọt những không gian nhà 3,5m trở lên thì bộ ghế sẽ đẹp hơn và đánh tốt lên cái vẻ đẹp của trong phòng khách của chúng ta. Và cuối cùng là hai chiếc đôn ngồi. Hai chiếc đôn ngồi này cũng là mạch dày 2,5 và kích thước của nó là 40 nhân cho 40. Đó, gọn gàng, dễ dàng di chuyển trong không gian nhà của chúng ta. Đó là toàn bộ hình ảnh của bộ bàn ghế ngày hôm nay Đạt xin giới thiệu với mọi người. Quý khách hàng nào quan tâm hãy liên hệ cho Đạt theo số điện thoại hotline 0981 550 901, hoặc đến showroom 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để nhìn tận mắt, sờ tận tay bộ ghế này nhé. Và video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khách đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo ạ.